Sau bản tin cho biết là hệ thống dạp chiếu bóng AMC mở cửa 100 dạp chiếu phim vào tuần tới. AMC Theater trong ngày thứ tư cho biết là sẽ mở cửa trở lại các dạp chiếu bóng theo từng đợt, bắt đầu từ ngày 20 tây tháng 8. Theo một thông báo mới nhất của công ty thì hơn 100 dạp chiếu phim trên khắp Hoa Kỳ sẽ được mở cửa trở lại. Vào tuần tới và 2 phần 3 số địa điểm của hệ thống ở Hoa Kỳ sẽ mở cửa trở lại kể từ ngày 3 tây tháng 9. Ở một số tiểu bang như là New York, New Jersey và California vẫn chưa được thông báo. Ban giám đốc của hệ thống AMC Theater nói rằng hệ thống của họ sẽ mở cửa trở lại tại các tiểu bang này dựa theo sự hướng dẫn của giới chức thẩm quyền địa phương và của tiểu bang. AMC có khoảng 1.000 dạp chiếu phim khắp thế giới và cho biết là đã mở hơn một nửa số dạp ở châu Âu và Trung Đông một cách an toàn và không gặp trục trặc. Các dạp còn lại ở châu Âu và Trung Đông sẽ khởi chiếu vào ngày 26 từ tháng 8. Tuy nhiên, khách hàng của màn ảnh rộng sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang, kể cả nhân viên. Hồi tháng 6 trước đó, AMC Theater tuyên bố khách hàng được phép tự quyết định việc đeo khẩu trang hay không. Tuy nhiên, AMC Theater đã bị công kích một cách dữ dội và phải thay đổi phương thức hoạt động và phải công bố tin nói rằng mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các dạp chiếu phim của họ. Theo AMC Theater, khách hàng có thể mua một chiếc khẩu trang với giá 1 đô và bị buộc phải đeo trong khán phòng trừ khi là đang ăn uống. Các phòng chiếu chỉ được lấp đầy tối đa là 30% công suất và kéo dài thời gian nghỉ giữa các suất chiếu để có thêm thời gian dọn dẹp vệ sinh. Một số dạp sẽ mở cửa trở lại đúng lúc công chiếu bộ phim mới nhất của Disney X-Men The New Mutants vào ngày 28 tỷ tháng 8 và bộ phim Tenet của Warner Brother khởi chiếu vào ngày 3 tỷ tháng 9 và phim Unhinged với sự tham gia của nam tài tử Russell Crowe chiếu ra mắt vào ngày 21 tỷ tháng 8 sắp tới đây.